Hi, lại là Thùy Dung đây, xin chào tất cả các bạn. Vấn đề về sức khỏe, tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng của chúng ta và gia đình chúng ta trong mùa dịch này là một vấn đề mà tất cả các chị em phụ nữ và mọi người đều quan tâm và tìm cách để chúng ta nâng cao sức khỏe cho gia đình chúng ta, để chúng ta có một sức khỏe tốt, làm việc trong mùa dịch thật là hiệu quả và nâng cao sức đề kháng trong mỗi thành viên trong gia đình, để chúng ta có thể vượt qua cái bệnh dịch một cách là an toàn. Hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ đến với mọi người một số phương pháp để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Mọi người hãy theo dõi và ủng hộ kênh của Thùy Dung nhé. Cách thứ nhất là luyện tập thể dục mỗi ngày. Với tình hình dịch bệnh kéo dài, các phòng tập thể dục đóng cửa, vì vậy Thùy Dung đã đăng ký học online với thời gian 60 phút tập luyện thể thao hàng ngày, thì Thùy Dung cảm thấy sức khỏe của gia đình được cải thiện, hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Song song với việc tập thể dục thì Thùy Dung còn có một phương pháp thứ hai, đó là dùng bữa ăn cân bằng với phương châm nhanh đơn giản, dinh dưỡng từ 100% của thiên nhiên. Bữa ăn cân bằng của công ty Lightgip đã giúp Thùy Dung nâng cao được sức khỏe, bổ sung được lượng protein vào cơ thể, giúp cơ thể chúng ta có đủ năng lượng hoạt động trong một ngày làm việc và tập luyện thể dục thể thao. Và cách thứ ba là bổ sung vitamin. Ngoài việc ăn uống đúng cách, khoa học và tập luyện thể dục thể thao, cơ thể chúng ta cần phải bổ sung một lượng vitamin vừa đủ để phục vụ cho các hoạt động học tập, giải trí, nghỉ ngơi và làm việc. Vì vậy, Thùy Dung đã sử dụng các loại vitamin 100% từ nguồn gốc thiên nhiên. Khi chúng ta sử dụng thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay Thùy Dung sẽ xin giới thiệu đến các bạn. Thứ nhất là vitamin C, được chiết xuất từ 100% trái cherry, là gói vitamin mà gia đình Thùy Dung sử dụng. Và loại vitamin này là trong một hộp sẽ có 30 gói như thế này, rất là phù hợp cho người lớn và cả trẻ em sử dụng, vì một ngày chúng ta chỉ cần sử dụng một gói như thế này là đủ lượng vitamin C cho cả ngày làm việc. Và Thùy Dung vẫn không quên bổ sung các loại vitamin khác. Đây là một lọ vitamin tổng hợp daily. Đó là những phương pháp mà gia đình Thùy Dung đã thực hiện để nâng cao sức khỏe và cải thiện sức đề kháng của gia đình trong mùa dịch. Hành động để bảo vệ gia đình chúng ta ngay hôm nay. Nếu các bạn thấy video này có giá trị và hiệu quả đến với gia đình và bản thân mình thì hãy cho Dung một like và bấm theo dõi kênh của Thùy Dung nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại ở video sau.